10 loài động vật kỳ lạ mà bạn chẳng tin chúng thực sự tồn tại. Thiên nhiên đầy ắp những bất ngờ. Khi bạn nghĩ rằng mình đã nhìn thấy tất cả, thì lại xuất hiện những sinh vật kỳ lạ. Ngay lập tức sẽ khôi phục lại niềm tin trong bạn với những điều không thể. Hãy cùng Bí ẩn Kinh Hoàng khám phá nào. Bí ẩn Kinh Hoàng giới thiệu đến bạn 10 loài động vật vô cùng kỳ lạ và độc đáo mà bạn chưa từng nghe nói đến hoặc chưa từng gặp qua. 1. Lợn Menglissa, còn gọi là chú lợn trong bộ lông cừu. Loài lợn lông xù này được phát hiện vào giữa thế kỷ 19. Đáng tiếc là nó không thể trở thành một vật nuôi phổ biến như mèo và chó. 2. Rhinopetacus, hay còn gọi là vọc mũi hết vàng. Một loài động vật vô cùng đáng yêu. 3. Khỉ Emperor Tamarin. Khỉ Emperor Tamarin là một loài động vật có vú được tìm thấy ở các lưu vực sông Amazon phía Tây Nam, phía Đông Peru, phía Bắc Bolivia và ở một số bang của Brazil. Chúng có đặc điểm nổi bật với ri mép dài màu trắng, uốn vòng cung và thậm chí kéo dài sang hai bên. Đặc điểm này có cả ở con đực và con cái. Loài động vật này sống chủ yếu trên cây, trong các khu vực nhiệt đới. Chú khỉ này trông giống hoàng đế hoặc một người đàn ông khôn ngoan nhỉ. 4. Patagonian Mara, sự kết hợp giữa kangaroo và thỏ. Patagonian Mara vừa giống thỏ lại vừa giống chó. Patagonian Mara thực ra là một loài gặm nhấm đặc hữu của Argentina. Chúng là một loài ăn cỏ hiền lành và sở hữu khả năng chạy khá ổn. 5. Bò Fluffy. Bò Fluffy thường được nuôi để trưng bày hơn là để lấy thịt hay lấy sữa bởi ngoại hình vô cùng đáng yêu của chúng. Đây cũng được xem là giống bò dễ thương nhất thế giới, hệt như những con thú nhồi bông khổng lồ vậy. 6. Sơn dương mắc khờ. Sơn dương mắc khờ là một loài dê lớn hoang dã sinh sống tại đông bắc Afghanistan, bắc và trung Pakistan, Kashmir, nam Tajikistan, nam Uzbekistan và trên dãy núi Himalaya. Trông giống như chúng đang có bắt tín hiệu vô tuyến từ người ngoài hành tinh vậy. 7. Gấu chó Raccoon. Không thể quyết định nuôi một chú chó hay một chú gấu trúc, vậy thì gấu chó Raccoon chính là lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn. 8. Việt biển chân xanh. Những đôi chân màu lam này sẽ chẳng bao giờ thất bại trong việc gây chú ý. 9. Chuồn bay Sunda, chuồn bay Malia, vườn cá bay Colugo. Những đôi mắt như thế này sẽ nhìn thấy rất nhiều thứ và hẳn là chúng sẽ tìm ra tất cả những điều đáng kinh ngạc.
10. Venezuelan Poodle Moth. Chỉ vừa được phát hiện vào năm 2009. Chúng được tìm thấy ở Venezuela và người ta vẫn chưa biết nhiều về chúng. Chúng thực sự trông giống như một chú chó xù lông. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ bấm đăng ký để xem những video mới nhất nhé.